Mở đầu chuỗi sự kiện được diễn ra tại Tuần Văn hóa Du lịch năm 2022 là lễ hội đường phố với chủ đề Vũ điệu cồng chiêng, có 9 đoàn với hơn 500 nghệ nhân thuộc các xã phường trên địa bàn thành phố Pleiku tham gia trình diễn tại các tuyến phố và những tiết mục sinh động trong những bộ trang phục truyền thống, biểu diễn những bài cồng chiêng, múa xoang, đi cà kheo, hóa trang, đeo mặt nạ, tạo hình ngộ nghĩnh, thực hiện những điệu nhảy miêu tả sinh động văn hóa và sinh hoạt đời sống giàu bản sắc của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên. Qua đó đã để lại nhiều ấn tượng cho du khách khi đến với lễ hội. Rất bất ngờ cho hôm nay về với lễ hội. Trước hết là bản thân chúng tôi cũng như anh em ở đây rất bất ngờ với cái trang phục và cái tất cả cái chỗ văn hóa mình tổ chức cái lễ này thì là một cái lễ chân thật. Và tất cả những anh em du khách cũng như là bọn tôi từ bên Hà Nội về đây phải cảm nhận được rằng là các anh chị là với mặt tổ chức là từ trên vùng cao xuống đây biểu diễn trang phục này thì đối với tôi làm ấn tượng cho tôi rất là nhiều. Và tôi hy vọng rằng trang phục và lễ hội đây sẽ được duy trì mãi mãi để cho đời sau và đời sau nữa sẽ được tôn vinh những cái gì mà ông cha ta đây để lại. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng tỉnh Gia Lai chúng ta và văn hóa chúng ta sẽ cố gắng nào duy trì được để chúng ta cùng cố gắng để phát huy được cái tinh thần mà ủng hộ văn hóa cũng như là lễ hội của địa phương. Tại Tuần Văn hóa Du lịch năm 2022, du khách cũng không thể bỏ qua các món ngon tại 5 gian hàng ẩm thực vùng miền đặc sắc của các tỉnh Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Kon Tum và 10 gian hàng ẩm thực đường phố hoặc tham quan mua sắm với 150 gian hàng với nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh thành trên cả nước. Ngoài ra, một số hoạt động vô cùng ý nghĩa thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa Du lịch năm 2022. Đó là giải Marathon thành phố Pleiku năm 2022 gây quỹ áo ấm cho em. Giải đã thu hút trên 800 vận động viên tham gia với hai cự ly gồm 5 km và 10 km. Các vận động viên tham gia ủng hộ từ 300 đến 320 ngàn đồng một vận động viên. Một phần kinh phí này sẽ dùng để gây quỹ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai. Kết thúc giải, ban tổ chức đã tiến hành trao 182 triệu đồng cho quỹ áo ấm cho em, trao 78 triệu đồng để phòng lao động thương binh và xã hội thành phố Pleiku để giúp đỡ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đây là cái lần thứ hai mà tôi đã tham gia cái giải chạy marathon. Thì đối với cái giải chạy lần này ấy, thì tôi được biết là nó thông qua cái chương trình là gây quỹ và được tổ chức chung với cái tuần lễ giới thiệu văn hóa của Pleiku Gia Lai. Thì đây là cái hoạt động rất là ý nghĩa và phi lợi nhuận. Và tôi mong rằng là Gia Lai mình, Pleiku mình sẽ tổ chức thêm nhiều cái giải chạy này, nhiều cái chương trình tuần lễ giới thiệu văn hóa này để đưa cái nét đẹp văn hóa, nét đẹp con người của Pleiku đến với mọi người ở Gia Lai, mọi người trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các chương trình phục dựng một số nghi lễ văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku cũng được diễn ra trong những ngày qua tại quảng trường Đại Đoàn Kết, với hơn 150 nghệ nhân các phường Yên Đỗ, Đống Đa, Hoa Lư tham gia phục dựng và tái hiện lại các nghi lễ như lễ bò mả, lễ cúng nhà rông mới và tái hiện lễ cưới của người Gia Rai. Sau khi tái hiện các nghi lễ chính trong tiếng cồng chiêng, nhiều du khách được các nghệ nhân mời cùng tham gia lễ hội, cùng nhau nối những vòng xoang, tham gia vít cần và thưởng thức những món ăn truyền thống. Thành phố Pleiku đã rất là tích cực để chuẩn bị mọi cái việc đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, cũng như tham gia các cái hoạt động, các cái lễ hội văn hóa, các cái lễ hội phục dựng của đồng bào các dân tộc thiểu số. Thì nhìn chung, khi tham gia các cái hoạt động trong tuần lễ văn hóa của Gia Lai năm 2022 thì các nghệ nhân, các làng đồng bào dân tộc đã rất là nhiệt tình tham gia, đã góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa con người Pleiku đến du khách trong và ngoài nước. Trong thời gian tới thì thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác quảng bá cũng như là tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao quy mô lớn. Qua đó sẽ vừa góp phần quảng bá du lịch, vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Con học múa xoang cồng chiêng này vì đam mê để dạy cho các trẻ hoặc ở trong làng của mình. Và con rất vui khi được sự đóng góp của mọi người, được dạy cho con những tiết mục xoang múa cồng chiêng của làng. Và những tiết mục này con sẽ dạy lại các đứa trẻ.
Tuần Văn hóa Du lịch năm 2022 góp phần quan trọng vào công tác giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, quảng bá hình ảnh con người Gia Lai, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách, tạo nên bầu không khí sôi động, sức lan tỏa trong cộng đồng, cùng hướng tới thực hiện mục tiêu xây dựng Gia Lai nói chung, Pleiku nói riêng là điểm đến ấn tượng, hấp dẫn đối với du khách.